Để giảm một phần gánh nặng ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt, tái chế đồ cũ là phương pháp hữu ích. Có một quán cà phê độc đáo tại Hà Nội mang thông điệp bảo vệ môi trường rất ý nghĩa và được nhiều người yêu thích. Vốn là phương tiện giao thông công cộng, chẳng biết từ lúc nào xe buýt lại trở thành không gian quán cà phê độc lạ để giới trẻ check-in sống ảo. Những chậu cây nhỏ xinh đặt trên bàn, những thùng sơn bỏ đi được chế thành ghế ngồi cho khách, chiếc xích đu từ lốp xe cũ. Tất cả đã tạo nên một không gian riêng nơi bạn tránh được sự xô bồ, bon chen của cuộc sống thường nhật. Xuất phát từ nỗi lo ngại rác thải, nhựa cao su ngày một nhiều và đang đe dọa tới môi trường sống, quán cà phê này đã được xây dựng lên từ những đồ đã bỏ đi. Quán cà phê này thì sẽ được thiết kế và decor dựa theo những cái đồ mà đã bỏ đi. Thì mình nghĩ không sử dụng được nhưng mà thực ra nó vẫn còn những cái công dụng khác. Ví dụ như kiểu cái thùng sơn này thì có thể tái chế làm ghế. Những cái đĩa CD bỏ đi rồi không nghe được nữa thì có thể tái chế lại thành một chiếc menu. Hoặc là những chiếc lốp xe dưới kia khi mà mình đã bỏ đi rồi thì mình có thể tái chế lại để làm xích đu hoặc là làm bàn, làm ghế để ngồi. Ngay như bản thân cái xe buýt này đã là một cái đồ để tái chế, để hồi sinh lại và kéo dài cái thời gian sử dụng của cái xe buýt. Thì qua những cái đồ đấy thì thông điệp cũng gửi đến là mọi người là những cái đồ bỏ đi mình nghĩ là nó không còn sử dụng được nữa. Thì thực ra nếu mà mình muốn kéo dài thời gian sử dụng của nó hơn và không muốn thải ra môi trường thì mình có thể sử dụng và nghĩ ra được rất nhiều cách để tái chế nó lại mà không thải ra môi trường. Khuôn viên quán nằm trọn trong một chiếc xe buýt bỏ không, những chiếc ghế dành cho hành khách được thay bằng bàn ghế và các vật dụng trang trí từ đồ tái chế. Chúng độc đáo, phá cách và tạo nên điểm khác biệt của Bus Cafe. Quán là khá là xinh và được tái chế bằng rất là nhiều đồ người ta có thể bỏ đi và mình sẽ tái chế lại. Ví dụ như cái menu này, từ cái đĩa người ta bỏ đi, người ta có thể làm menu rất là đa dạng và xinh, mới lạ. Như chiếc thùng sơn có thể làm ghế rất là trông rất là lạ. Và một cái xe buýt có thể tái chế được ngồi được ở trên này và có rất là nhiều truyện tranh để đọc. Tôi thấy cảm thấy rất là xinh và cả phù hợp với lứa tuổi của tôi. Khách hàng đến đây lần đầu thì mọi người hầu như đều tỏ ra rất là thích thú với cái mô hình này. Nhìn từ xa thì mọi người sẽ nghĩ đây là lên cái xe này sẽ rất là chật chội khi lên xe buýt. Nhưng mà thật ra khi bước lên xe thì mọi thứ được sắp xếp rất là ngăn nắp, bàn ghế. Và mọi người đều bất ngờ khi mà những cái ghế, những cái thùng sơn được tái chế từ ghế hoặc là cái bàn ở dưới kia được làm từ lốp xe. Mọi người đều khá thích thú với cái mô hình như thế này. Quán cà phê tận dụng những đồ bỏ đi cũng như tạo không gian xanh nhằm góp một tiếng nói bảo vệ môi trường, đồng thời khuyến khích giới trẻ tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường sống quanh mình. Đây là một hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường cũng như tuyên truyền về mối nguy hiểm của rác thải từ nhựa, ni lông,